Sáng 11 tháng 1, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Văn Toàn, sinh năm 1970, trú tại phố Phúc Trì, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, về tội danh giết người. Theo bản án, Trần Văn Toàn cùng ông Hát và hai người khác là những người chuyên đi khai thác gỗ trái phép và thường xuyên đến nhà nghỉ ở một người quen tại thôn 3, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận để ăn uống và nghỉ ngơi. Khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2023, Toàn và ông Hát ngồi đối diện nhau để ăn cơm và uống rượu tại bàn gỗ trong nhà người quen. Quá trình ngồi nói chuyện với nhau, giữa Toàn và ông Hát xảy ra cãi vã liên quan đến việc chuẩn bị dụng cụ để đi rừng chặt cây. Do bực tức, ông Hát đã cầm một chén cơm ném trúng vào ngực của Toàn. Lúc này, Toàn lùi lại và quay người ra sau thì thấy trên nền nhà có một cây búa có lưỡi sắc dùng để chặt cây nên chụp lấy, chém một nhát vào vùng hông phải của ông Hát. Ngay sau đó, người dân đưa ông Hát đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Nghe tin nạn nhân tử vong, Toàn bỏ trốn đến xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước rồi đổi tên thành Trần Văn Bình. Ngày 12 tháng 5 năm 2023, Toàn bị công an huyện Lộc Ninh bắt và theo quyết định truy nã. Tại tòa, bị cáo Trần Văn Toàn thành khẩn khai báo chưa có tiền án tiền sự, bị hại có một phần lỗi nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điều 51 bộ luật hình sự. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Toàn 17 năm tù giam. Ngày 11 tháng 1, theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, Gia Lai, trên địa bàn xảy ra vụ ngộ độc thịt cóc khiến 3 trẻ thương vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, bé N sinh năm 2013 và H sinh năm 2020 và T sinh năm 2018 cùng chú ở thôn Tao Rong, xã Eapan, huyện Chư Sê làm thịt cóc để ăn. Khoảng 11:30, người nhà phát hiện các em nằm bất động trên nền nhà, tiểu tiện không tự chủ nên đưa vào viện. Đến 12 giờ khi đưa vào bệnh viện Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, em N đã ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, đồng tử giãn tối đa, mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Qua 30 phút hồi sức tích cực, tình trạng cải thiện, bệnh nhân đã tử vong. Còn em H và em T nhập viện trong tình trạng lơ mơ, nôn nói, được các bác sĩ chẩn đoán ngộ độc thịt cóc. Sau khi được các bác sĩ tiến hành cấp cứu tích cực, cả hai bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để điều trị. Sau khi xảy ra vụ việc, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê đã cử lực lượng giám sát, điều tra, xác minh và nắm bắt tình hình, tuyên truyền cho người dân biết về vụ ngộ độc kể trên. Chiều 11 tháng 1, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đơn vị liên quan tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy ở chung cư Zen Tower, quốc lộ 1, phường Thới An, quận 12. Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ, căn hộ tầng 18 chung cư Zen Tower bỗng bốc cháy. Hệ thống báo cháy tự động kích hoạt ngay lập tức. Người dân sống ở các tầng vội tháo chạy thoát thân qua cầu thang bộ. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 12 đã điều động xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận đám cháy bằng lối thang bộ, đồng thời sử dụng hệ thống hút khói độc ra ngoài. Khoảng 20 phút, ngọn lửa được khống chế. Chung cư Zen Tower được quy hoạch trên khuôn viên diện tích khoảng 9.500 m2 với một tòa nhà cao 18 tầng, bao gồm hơn 500 căn hộ, một tầng hầm và sân thượng.